tại sao lại phải nỗ lực làm việc? Vì mình mong muốn rất nhiều thứ trên cuộc đời này, nên mỗi ngày mình đều chăm chỉ làm việc, mỗi ngày mình đều cố gắng, không phải cho bằng người này người kia, mà là vì chính bản thân mình. Có người nói công việc của mình nhếch nhác kém sang nhưng mình chẳng quan tâm, bởi vì mình biết chính xác những gì mình muốn và đây là con đường dẫn tới chúng. Đi đường nào cũng được, miễn là đến được nơi cần đến. Lúc gặp khó khăn thì mình cũng chán nản, mệt mỏi vì đi mãi chẳng tới. Sao mà đường dài thế, đi lâu thế, nhưng cũng phải đi tiếp thôi vì chẳng còn cách nào khác. Những thứ mình mong ước nó vẫn ở phía trước đợi mình cơ mà. Thôi thì cứ đi, chậm còn hơn đứng yên một chỗ. Đi qua được khó khăn thì lại thấy mình mạnh mẽ. Con đường ngày càng ngắn lại, chỉ cần bạn chịu bước đi thôi. Nhanh hay chậm không còn quan trọng nữa. Các bạn ạ, nhìn thuận lợi hay khó khăn thì mình vẫn phải nhìn xa ra, nhìn về những thứ các bạn mong muốn có được và hãy hỏi bản thân mình vì sao mình đã bắt đầu làm những việc này. Lúc ấy sẽ lại có động lực để làm việc tiếp. Người thành công không phải là người giỏi nhất đâu, mà đó chính là người kiên trì nhất. Cuối cùng thì thành công hay không nó cũng chẳng quan trọng nữa, mà quan trọng nhất là tuổi trẻ mình đã dám cố gắng sống hết mình với ước mơ. Tất cả những trải nghiệm đấy đều quý giá, và mình tin sau này nhìn lại bạn sẽ không bao giờ phải cảm thấy tiếc nuối vì mình đã có một cuộc đời rất đẹp.